gặp lại em. Dạ, dạ thầy. À, vậy thì cái công việc của em hiện tại làm gì và nó có tốt không ạ? Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em là Đại Tấn Đạt. Một biệt danh trong Bi là Đạt Tự Kỷ. Đạt Tự Kỷ, đúng rồi. Dạ, em học Bi từ 2013 tới giờ gần 6 năm. 5 năm rưỡi, 6 năm. Ừ. Thì hiện tại là em đang có hai cái doanh nghiệp. Một cái doanh nghiệp phi lợi nhuận là chuyên hỗ trợ cho các gia đình có chị em mắc hội chứng tự kỷ ở Việt Nam. Và năm vừa qua thì cũng là một cái năm bứt phá, tổ chức những cái chương trình cực kỳ lớn, và đưa được cái chương trình từ Mỹ của Trung tâm Điều trị Tự kỷ Hoa Kỳ về Việt Nam. Và nó xuất duy nhất ở châu Á thì năm qua làm được cái đó. Rất có hơn 100 gia đình từ 11 quốc gia tham dự cái chương trình đó. Cái thứ hai là em làm về mỹ phẩm. Em làm về một cái doanh nghiệp chuyên về sản xuất kinh doanh mỹ phẩm. Thì công việc thì cũng ngày càng tiến triển. Những cái các kiến thức áp dụng ở Bi thì đang được ứng dụng rất là tốt. Và không biết sao nữa, thì quay lại thì học Bi thì để tiếp thêm những cái nguồn năng lượng mới, để chuẩn bị cho một cái giai đoạn phát triển nó lớn hơn cho tương lai. Cảm ơn Đạt rất là nhiều, rất là thú vị. Thì không biết là em học 2 ngày của lớp Linh thì nó có cái gì thú vị? Cái gì? Lớp Linh 2 em học lớp Linh 1 rồi. Về cũng có nhiều điều thú vị, cắt giảm được cái quy trình nhân sự tối ưu hơn về kinh phí. Cái lớp Linh 2 thì nó hoàn toàn khác biệt. Nó giống kỹ năng lãnh đạo hơn, kỹ năng lãnh đạo và giao công việc hơn. Thì nó liên quan tới con người á, liên quan tới quy trình con người, và nó giải quyết cái bên trong của một người chủ, đúng rồi, người boss. Thì em thấy cảm nhận được là nó giải quyết được cho em nhiều cái câu hỏi về việc là giao việc như thế nào, sắp xếp công việc ra làm sao. Và cái điều em thích nhất cái ngày hôm nay đó là cái phần mà tạo thành một cái thẻ để cho nhân viên họ nhận việc. Đúng rồi. Họ nhận việc và họ tự tạo ra cái, tức là họ là người chủ động quyết định thu nhập chứ không phải là người chủ áp xuống. Và cái đó là cái rất là, em biết cái điều đó nhưng trước đây em không biết cách nào để mình biến cái này đó. Tức là mình muốn, thay vì là công việc, mình muốn biến công việc thành một cái trò chơi, một cái sân chơi để cho nhân viên họ chơi và họ tự chủ động. Nhưng mà em chưa nghĩ ra cái hình thức nào để em làm cái việc đó. Thì ngày hôm nay qua cái chia sẻ của thầy thì rất là hay, em sẽ về áp dụng cái đó. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Đạt rất là nhiều. Mọi người sẽ có cơ hội gặp Đạt tiếp. Bạn Thiện. Dạ rồi, dạ chào thầy. Em giới thiệu đôi nét về em để các bạn xem biết về em. Dạ, xin chào thầy, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Mạnh Thiện. Mình là giám đốc của công ty rèm cửa Akana. Thì mình là một học trò rất là lâu của thầy rồi. Đó, thì mình đã học chưa thầy mình cũng chưa tốt nghiệp, mình học 4 năm rồi đó. Năm nay là năm thứ 5. Thì hôm nay mình đến với lớp Linh 2. Thì có một đặc điểm mình nhận ra thì nó sẽ có rất là nhiều cái kiến thức ở trong này. Cực kỳ nhiều kiến thức. Và như mà đối mình hiện tại đi thì mình học được nó thiết thực về cái kiến thức của mình đối với những cái đội ngũ kế thừa của mình ở dưới, ví dụ là trưởng phòng, phó phòng và nhân viên ở dưới. Thì bình thường mình mà khởi nghiệp thì chỉ làm việc nhân viên thôi, nhưng mà ở trên đây, nhưng mà bên các bạn nhân viên ở đây rồi, anh em làm rồi, đây có anh em ở cấp chung nữa đó, để làm sao mà doanh nghiệp mình hệ thống hóa, mình phục vụ được nhiều hơn, nhiều khách hàng hơn. Thì nó cần một cái hệ thống thực sự bài bản cho mình, để từng bước, từng cấp nhân sự, từng cấp, từng anh em bộ phận cho anh em cho công ty, từng cấp thì họ sẽ làm cái việc gì đó. Tại vì nếu bản thân mình tính ra thì một ngày mình cũng bằng đấy tiếng thôi, một ngày mình cũng chỉ có 12 tiếng mà mình làm việc thì cũng chỉ bằng đấy việc thôi. Các bạn nhận không, mình cùng nắm mình làm nhiều đến 16 tiếng, nhưng mà thực sự là mình không bao giờ có thể, mình 16 tiếng mình làm có khoảng 5-2 năm thì mình cũng không thể làm tiếp tục được nữa đó, mà mình cần những khác họ làm. Nhưng mà làm sao để mà anh em từng cấp làm việc được ấy, thì cái việc Linh 2 thì hôm nay là cái buổi thứ hai của lớp Linh, có 3 buổi hôm nay mọc lớp 2. Thì mình chỉ nói về kiến thức hôm nay là làm sao cho mình để mà cái cấp độ từng anh em, từng cấp độ họ biết cái việc mà họ làm. Ví dụ anh em mà ở dưới thực hiện với khách hàng đi, họ sẽ làm việc gì. Rồi anh em mà cấp trung làm việc với boss, với người lãnh đạo, người chủ cho mình thì họ sẽ làm việc gì. Thì vì đôi khi mình không có thì mình cứ làm bừa, nên công việc anh em mình cũng xen vào, khách hàng mình cũng xen vào, và mình không có một cái đội ngũ để thực thi công việc nó chạy hiệu quả, khách hàng hài lòng. Đó, mà mình cứ loay quay thì việc nào sản xuất tới thì mình làm tới nơi, thì mình không lo xây dựng cái đội ngũ thì công ty không phát triển được.
thì rất là cảm ơn thầy. Cái lớp Lean thì nó vượt ngoài kỳ vọng của em đó, tại vì lúc đầu làm thì vợ mình cũng ăn sinh thì bảo thế là nhà là coi thì ý mình nghĩ như vậy, mình bảo không đi, rồi mình cũng học lớp này lớp kia rồi mình không đi, nhưng mà vì mình có mình suy nghĩ làm cái kết quả của mình mà mình có một tư duy thì mình nghĩ thế nó cũng không sai, là thôi cứ đi học đi đã, chung là thầy có lớp thì mình xác định là mình cứ đi học đi đã, rồi mình đi học rồi nó sẽ cũng thay đổi cái vấn đề đó, có thể là năng lượng mình hơn hoặc là một kiến thức nào nhỏ đó thôi mình ôn lại và nó giúp cho mình thay đổi cái công việc của mình hiện tại là mình đi học rồi, thì mình thấy cái quyết định đó thì nó vẫn là luôn đúng với thầy. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Có một cái là cái lớp Lean này á, cái ngày mà anh em mình đi học Big Boss thì cái ngày đầu tiên nhưng mà những ngày khởi nghiệp á, có một cái câu rất là ảo trong lúc mà the less I work the more I earn. Cái câu đó lúc mà cái cảm nhận mà những cái ngày đi học đầu tiên Big Boss lúc mà chưa có tiền hoặc là lúc mới ra là nó ảo, nó hơi sến và nó hơi xạo. Tại vì mình không tin bản thân mình không hiểu tại sao mà làm việc ít mà lại có tiền nhiều. Thì thông qua cái lớp Lean mình thấy là ra mình càng nhúng vào nhiều thì mình sẽ càng phát, thứ nhất càng phát sinh chi phí. Mình càng nhúng vào nhiều thì cái công việc nó lại càng tắt ở mình. Mình càng không biết bàn giao thì nhân viên lại càng không phát triển, công việc lại càng không phát triển. Anh em họ không triển khai. Khách hàng cũng không chăm sóc tốt được. Thì bây giờ càng ngày càng lớn khi mà doanh nghiệp nó bắt đầu vận hành và đụng chúng như cái đó thì mình mới thấy đúng là the less I work the more. Tuyệt vời. Thì theo tao bây giờ mình với có mấy chữ đó thôi nhưng mà nó tốn nhiều năm ghê để mà thấm rất là nhiều năm cái kết quả nó không đến ngày một mình làm mà mình luyện có thể là và đạt, có thể cho mọi người biết là em hôm nay bao nhiêu tuổi không? Em 92 là 27 tuổi thì dạ em 91 em 28 tuổi. 28 tuổi. Đúng rồi. Mọi người muốn liên hệ cái tự kỷ của Đạt thì mọi người sao? Nếu mọi người muốn liên hệ thì mọi người có thể lên vào website thebigfriends.org hoặc những người bạn lớn thì thebigfriends.org hoặc số điện thoại cá nhân cũng được 0938070692. Đó, thì đó là cái số điện thoại của em. Còn mọi người mà muốn liên hệ với em? Mọi người có thể liên hệ với mình, có thể liên hệ qua số điện thoại của mình cũng được là 0903392811. Các bạn có thể tìm trên Google là màn cửa Akana thì cũng ra mình, ACINA thì cũng ra. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã có cơ hội kết nối với bạn Đạt, biệt danh là Tự Kỷ và Thiện Màn Cửa, và sẽ có dịp các bạn sẽ gặp trong các đoạn video khác. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn.